45 phút tối. Nhóm phóng viên có mặt từ rất sớm, hơn 1 tiếng đồng hồ, để đến đây ghi nhận những hình ảnh sớm nhất trong buổi tối ngày hôm nay đón chào blogger mẹ đông. Kính thưa quý vị, như quý vị thấy đằng sau lưng chúng tôi, cái cánh cửa này là cái cánh cửa quyết định số phận tự do của blogger mẹ nóng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và trong buổi tối ngày hôm nay là ngày 18 tây tháng 10 năm 2018, nhóm phóng viên của Đài Việt TV đang có mặt tại sân bay quốc tế George Bush Intercontinental và sẽ chào đón blogger mẹ nóng được trả tự do sau những năm tháng chị bị tù đày chỉ vì cất lên tiếng nói đòi cho dân chủ dân quyền trong Việt Nam. Và xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận sớm nhất, những hình ảnh sớm nhất gửi đến quý vị. Thì mọi người chỉ cần tiếp tục như vậy, và chúng ta cần cố gắng không chỉ cho tôi mà cho những người khác, cũng không phải chỉ cho bản thân tôi, tất cả những người khác đều cần như vậy. Trước hết Hồng Yến là hội đồng đại diện cộng đồng, chúng tôi xin chào đón chị. Sự chào đón của chị và tất cả mọi người đã lấp đầy cái khoảng trống tinh thần của em trong suốt 2 năm hơn vừa qua. Và em biết rằng là với sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây, mặc dù đã khuya như thế này thì em và cả gia đình em không bao giờ cô đơn hết. It's just all the efforts of our Vietnamese internet live outside and inside, and especially for the amnesty and the other organization. It's not just freedom for myself, for my family. It will be for all the Vietnamese, and I think that we will have a lot of things to fight in the future. Why the U.S.? Tại sao chị chọn Hoa Kỳ là nơi tị nạn cộng sản? Because when at the first day of the beginning of being arrested, one of investigator talked to me that you can see that you will be arrested for nearly 7 months, no one pay attention to you, and then the U.S. now they change the president, no one care more about the human rights, so you will be alone. So I choose the U.S. just like a sentence for them. Human rights is for all, not for me or not for the U.S. citizen. Anh Hiền, xứng công viên đài Việt TV Network muốn hỏi chị một câu rằng là cả thế giới đang lắng nghe chị, và chị muốn nói gì với cả thế giới cũng như tất cả những bạn tù còn đang ở quốc nội chịu tù gông của Cộng sản Việt Nam? Tôi đã sống trong suốt 2 năm hơn vừa qua dưới trong sự dối trá, và họ luôn cho tôi cái cảm giác là tôi đã bị bỏ rơi ở trong nhà tù. Nhưng tôi biết chắc ở đây với tất cả sự chào đón của mọi người và với nỗ lực của mọi người cho tự do của tôi hôm nay, thì tôi mong rằng là cái sự tự do của tôi hôm nay sẽ là tự do cho tất cả những người bạn tù khác. Và tôi sau khi đã đặt chân đến Mỹ cũng sẽ phải góp phần sức lực của mình để dành lại cho tất cả những người còn tiếp theo nữa, chứ không phải chỉ có gia đình tôi hôm nay không. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước cho cái việc là sẽ phải gặp gia đình rất ngắn ngủi khi đi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sốc, bởi vì khi mà cái cảm giác con trai và con gái tôi nó ôm tôi trên máy bay, thì chúng tôi đã chờ đợi hơn 2 năm trời. Nhưng mà những gì họ diễn, họ cố gắng bảo, họ cố gắng ngăn chặn mọi thông tin và cố gắng chặn sự tiếp xúc của chúng tôi cho đến phút cuối cùng. Thì khi mà cảm xúc của con trai tôi vỡ hòa trên máy bay, có lẽ là bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy cái hình đó, thì tôi nghĩ rằng là
sự đoàn tụ ngày hôm nay ngay ở trên máy bay. Nó sẽ là câu trả lời cho chính những người đã bắt giữ tôi, giam giữ tôi trong suốt thời gian qua, rằng tôi không cô đơn và những tiếng nói yêu tự do không bao giờ lạc lõng như mọi người thích. Cho mẹ nóng nghỉ đi. Cảm ơn, con đi theo mẹ. Cảm ơn con đi theo mẹ. Đâu rồi con? Chơi con không chơi con. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận trong buổi gặp mặt chào đón mẹ nấm đã được đến với đất nước tự do Hoa Kỳ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Anh Hiền rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và chung vui với chúng tôi trong những giây phút đầy xúc động ngày hôm nay. Anh Hiền, Tường Minh, Như Lê, tường trình từ thành phố Houston, Việt TV Network.